Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 12 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Huyện An Dương đang tập trung mọi nguồn lực đầu tư cơ sở tầng giao thông, chỉnh trang đô thị nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi đơn vị hành chính từ huyện thành quận theo lộ trình đã đặt ra. Tập trung thi công các hạng mục công trình, tuyến đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá đảm bảo đúng tiến độ. Các chuyên gia y tế khuyến cáo bệnh nhân nên đi khám và điều trị triệu chứng hậu COVID-19 càng sớm càng tốt để giảm các tổn thương ảnh hưởng đến sức khỏe. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa sẽ giúp cho quá trình chuyển đổi đơn vị hành chính của huyện An Dương sớm đạt kết quả theo lộ trình đã đặt ra. Vì vậy hiện nay, địa phương đang tập trung mọi nguồn lực đầu tư cơ sở tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và xây dựng đề án thành lập đơn vị hành chính quận An Dương. Huyện An Dương thời điểm này như một công trường với hàng loạt công trình dự án đang được tích cực triển khai. Trong đó, xã An Đồng là địa phương có nhiều công trình đang được thi công xây dựng như dự án xây nhà ở cho người có thu nhập thấp, dự án tuyến đường nối từ nút giao Nam Cầu Bính đến ngã tư đường Tôn Đức Thắng máng nước. Hơn 300 hộ dân và hàng chục tổ chức đã tự nguyện tháo dỡ và bàn giao công trình phục vụ dự án. Đây là hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương. Những ngày đầu năm nay, dự án cải tạo, chỉnh trang công viên trung tâm huyện mới hoàn thành giai đoạn 1, cho thấy một sự thay đổi lớn về diện mạo của thị trấn An Dương với không gian xanh, môi trường sinh thái thân thiện, đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện sức khỏe của nhân dân địa phương. Ngoài ra, dự án xây dựng mới nhà làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính với các trang thiết bị tiện ích hiện đại, thông minh, đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả trong các giao dịch. Cùng với đó, hàng loạt dự án đường giao thông tại các xã nông thôn mới kiểu mẫu, Đồng Thái, Quốc Tuấn, An Hòa, Đặng Cương đã và đang giúp các làng quê thay ra đổi thịt, đánh thức tiềm năng, lợi thế của các vùng quê. Cuộc sống là như vậy, là những về vật chất rồi tinh thần, rồi cảnh quan môi trường nó đẹp hẳn lên, đường xá thì khang trang to đẹp, cho nên thật ra nói là chúng tôi thấy là hết sức phấn khởi. Vừa qua, Thành ủy Hải Phòng đã ban hành kế hoạch triển khai xây dựng đề án thành lập đơn vị hành chính quận tại huyện An Dương. Trên cơ sở đó, huyện ủy An Dương đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án, các tổ công tác tuyên truyền, tổ công tác lập quy hoạch và rà soát đánh giá thực trạng đầu tư phát triển đô thị. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện các bước nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi đơn vị hành chính từ huyện lên quận, về đích sớm hơn lộ trình. Nhân lực là một trong những yếu tố then chốt quyết định sự phát triển và thành công của doanh nghiệp. Do đó, nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao luôn là vấn đề các nhà đầu tư quan tâm khi lựa chọn môi trường đầu tư kinh doanh. Nắm bắt điều này, thành phố Hải Phòng không ngừng nỗ lực xây dựng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, song song với phát triển nguồn nhân lực để thu hút đầu tư nước ngoài. Công ty trách nhiệm hữu hạn Greenwoods Việt Nam thành lập năm 2018 có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất và lắp ráp thiết bị làm vườn. Hiện nay dù chịu tác động của dịch bệnh, song công ty nỗ lực nghiên cứu các giải pháp ứng phó, duy trì hoạt động ổn định, dự kiến tiếp tục mở rộng sản xuất và nguồn nhân lực. Hiện tại thì công ty chúng tôi có 2.200 lao động. Trước mắt thì với nguồn lao động này là đủ sản xuất. Và trong tương lai, kế hoạch trong năm tới này, chúng tôi lao động của chúng tôi tăng lên là 4.000 lao động. Và trong 5 năm tới là chúng tôi cần đến 6.000 lao động. Và cái kế hoạch sản xuất tương lai của chúng tôi sẽ đạt sản lượng xuất khẩu là 8 triệu đô la Mỹ. Và chúng tôi yêu cầu cái nguồn nhân lực phục vụ cho chúng tôi là những lao động có kỹ thuật, có chất lượng. Nhân lực là một trong những yếu tố then chốt quyết định sự phát triển và thành công của doanh nghiệp. Do đó, bổ sung, đảm bảo ổn định lực lượng lao động là vấn đề mà các nhà đầu tư quan tâm, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hiện nay đang tác động mạnh đến sự dịch chuyển một bộ phận nhân lực tại các khu công nghiệp. Nhu cầu của công ty về nguồn lao động thì rất là đa dạng. Ví dụ như là ở các lao động phục vụ cho văn phòng, khối văn phòng thì cần phải từ đại học trở lên. Lao động phục vụ cho dưới xưởng, quản lý ở dưới xưởng
thì cần phải từ các trường cao đẳng về kỹ thuật trở lên. Còn lao động phổ thông thì cũng cần là từ phổ thông trung học trở lên. Và cái nguồn lao động theo đánh giá của tôi ấy, thì là ở thành phố Hải Phòng đủ để cung cấp cho chúng tôi sản xuất. Và nguồn nhân lực rất chất lượng rất là cao, đáp ứng cho chúng tôi trong sản xuất. Nắm bắt được nhu cầu về nhân lực của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, thời gian qua thành phố nói chung và Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng nói riêng luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực cả số lượng và chất lượng, quan tâm xây dựng lực lượng lao động tại chỗ, đồng thời thu hút lao động ngoại tỉnh chất lượng đến sinh sống làm việc ổn định trên địa bàn. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp Hải Phòng ngày càng ghi điểm trong mắt các nhà đầu tư và trở thành điểm đến của nhiều dự án chất lượng. Tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 ngày 12 tháng 8 năm 2021 đã thông qua nghị quyết số 35 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư tu bổ nâng cấp đê điều sung yếu năm 2021 thành phố Hải Phòng. Theo đó, quy mô dự án được bổ sung thêm 5 công trình, trong đó huyện Tiên Lãng có một công trình là cống Dương Áo Cũ. Triển khai nghị quyết, thời điểm này, các cơ quan đơn vị liên quan đang tích cực chuẩn bị các bước sẵn sàng để tổ chức thi công công trình, đảm bảo tiến độ theo đúng kế hoạch. Cống Dương Áo Cũ tại đê Tả Văn Úc trên địa bàn xã Hùng Thắng có nhiệm vụ tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho hơn 130 ha đất của bà con địa phương và phòng chống thiên tai mỗi mùa mưa bão. Tuy nhiên, do xây dựng đã lâu, cống bị hư hỏng và ngày càng xuống cấp. Triển khai nghị quyết số 35 của Hội đồng Nhân dân thành phố, các cơ quan liên quan đã tiến hành đắp quai xanh, bảo đảm ngăn nước và giao thông đi lại, đồng thời hoàn thiện thủ tục để cắt đê, sớm tổ chức thi công công trình. Được sự quan tâm của Hội đồng Nhân dân thành phố, theo nghị quyết 35, thì cũng đã có chủ trương đầu tư bổ sung cho địa phương là một công trình xây dựng mới cống Dương Áo. Thì đây là một cái nguyện vọng đáp ứng được cái nguyện vọng tâm tư của cử tri nhân dân xã Hồng Thắng, tạo điều kiện thuận lợi cho cái việc mà sản xuất và phát triển kinh tế sau này. Trong thời gian tới thì cũng mong là các cái chủ đầu tư rồi các đơn vị thi công để tập trung các cái nguồn lực để nhanh cái tiến độ thi công để đáp ứng cái việc sản xuất của địa phương. Cũng trên địa bàn xã Hùng Thắng, cống Đồng Phiên có nhiệm vụ tiêu thoát nước cho cả khu vực cánh đồng rộng lớn hơn 200 ha. Do cống bị xuống cấp, để bảo đảm an toàn tuyến đê trong mùa mưa lũ, thành phố đã cho lấp cống. Từ khi lấp cống, nước tưới tiêu không còn được lưu thông, nước trong đồng ô nhiễm do không tiêu thoát được. Ngày 20 tháng 10 năm 2017, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã có quyết định số 63 phê duyệt quy hoạch chủ trương đầu tư dự án tu bổ đê điều thường xuyên năm 2018. Theo đó, cống Đồng Phiên là một trong 7 cống được đầu tư xây mới. Hiện nay là công trình chúng tôi là đang thực hiện được đạt tới 50%. Theo là chúng tôi vào xây dựng các cái phần chính của cống và đắp đê và hoàn trả cái mặt đê bê tông và cố gắng là đạt trước mùa mưa bão. Theo thống kê, toàn huyện Tiên Lãng hiện có 64 cống dưới đê đang sử dụng, trong đó có 32 cống an toàn, 21 cống kém an toàn, 11 cống sung yếu. Hầu hết những cống sung yếu đều được xây dựng từ những năm 70-80 của thế kỷ trước, qua sửa chữa nhiều lần bị sạt lở mang cống, xói ngầm đất thân đê. Trong khi nguồn lực còn hạn chế, với các cống kém an toàn và cống sung yếu, huyện tổ chức hoành triệt chặt chẽ trong suốt mùa mưa bão, kết hợp với các địa phương chủ động xây dựng phương án tưới tiêu phục vụ sản xuất cho khu vực các cống này đảm nhiệm, bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Là một trong những dự án trọng điểm của huyện Kiến Thụy, tuyến đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá đang được các nhà thầu tập trung thi công các hạng mục công trình, đảm bảo đúng tiến độ nhằm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thành phố. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Nằm trên tuyến đường nối tỉnh lộ 354, cầu qua sông Đa Độ, nối hai xã Đoàn Xá và Ngũ Đoan đang được thi công với tiến độ nhanh. Hiện đơn vị thi công đã hoàn thiện thân mố trụ của bờ phía xã Đoàn Xá. Bờ cầu phía xã Ngũ Đoan đã thi công xong cọc khoan nhồi, kết cấu phần dưới. Lực lượng nhân lực, máy móc được tập trung xây dựng để đảm bảo đúng tiến độ đề ra sẽ hoàn thành cầu vào tháng 9 tới. Sau Tết thì anh em công trường cùng với lại các tổ đội nhân công đã triển khai gấp rút vào thi công để đảm bảo tiến độ của công trình. Thì hiện tại là bên phía bờ Đoàn Xá đã hoàn thiện hết kết cấu phần trên lên thân mố trụ, đã triển khai sang bên bờ phía Ngũ Đoan. Thì hiện tại mình đã thi công xong kết cấu phần dưới. Công trường sẽ cố gắng trong khoảng 2 tháng nữa sẽ đủ điều kiện là lên hết kết cấu phần trên và đi vào lao lắp
kết cấu nhịp, sau đó sẽ vào các công tác triển khai thi công mặt cầu và hoàn thiện đủ điều kiện để thông xe kỹ thuật. Tư vấn giám sát là cùng với chủ đầu tư đã rất là có trách nhiệm và làm theo đúng quy trình đã được thiết kế, đã được phê duyệt, từ gia công sắt thép cho tới bê tông, và phối hợp để an toàn trong quá trình thi công, đảm bảo kỹ mỹ thuật công trình. Về công tác giải phóng mặt bằng, đối với 166 hộ dân, gồm 8 hộ có đất thổ cư, còn lại là các hộ có đất nông nghiệp, chính quyền địa phương đã có thông báo, họp bàn, vận động tuyên truyền về việc thu hồi diện tích đất phục vụ xây dựng đường nối tỉnh lộ 354 và nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Tuyến đường được dự án thông báo là có tuyến đường tỉnh lộ 354 đi qua thôn nhà, thì nói chung quy để cấp ủy cùng ban mặt trận thôn thì đã tuyên truyền vận động nhân dân, thì nói chung là chấp hành nghiêm chỉnh. Khi có tuyến đường đi qua, dân đồng tình và ủng hộ để cho dự án hoàn thành kế hoạch. Dự án đầu tư xây dựng đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá. Sau khi hoàn thành sẽ góp phần phát triển hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn, đảm bảo đời sống dân sinh. Qua đó gia tăng tính kết nối vùng, kết nối liên tỉnh, thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện và thành phố cùng phát triển. Tiếp theo chương trình là cụm tin vắn đáng chú ý. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa phê duyệt phương án thiết kế kiến trúc công trình trung tâm chính trị hành chính và trung tâm hội nghị biểu diễn thành phố tại khu đô thị mới Bắc Sông Cấm với diện tích 324 ha, nằm trên địa bàn các xã Tân Dương, Dương Quan, Hoa Động thuộc huyện Thủy Nguyên. Dự án bao gồm các hạng mục chính như xây dựng trung tâm hành chính chính trị với quy mô gồm 2 tầng hầm, 9 tầng nổi, xây dựng quảng trường với hệ thống đài phun nước, tượng đài, cây xanh, thảm cỏ trên diện tích gần 19 ha, hệ thống điện trung thế 22 kV, trạm phân phối RMU cho các công trình kiến trúc, hệ thống điện chiếu sáng và xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên khoảng 1.000 m2. Dự kiến đến cuối năm nay, các công trình dự án trên sẽ được khởi công xây dựng và đi vào hoạt động vào cuối năm 2024. Triển khai công tác bảo đảm an toàn giao thông bằng đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về đường thủy nội địa đến các cảng, bến thủy nội địa, các đơn vị kinh doanh vận tải thủy nội địa, các chủ phương tiện thủy nội địa hoạt động trên vùng nước quản lý, kiểm soát chặt chẽ điều kiện phương tiện, người lái, phương tiện, thuyền viên làm việc trên phương tiện thủy nội địa, đảm bảo các điều kiện về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ theo quy định. Đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, từng bước khôi phục hoạt động du lịch bằng đường thủy nội địa, tiến tới mở cửa du lịch hoàn toàn từ ngày 15 tháng 3 tới và phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp lễ hội và mùa du lịch hè năm 2022. Giá xăng trong nước đã áp sát mốc 30.000 đồng một lít sau kỳ điều chỉnh tăng từ chiều qua, 11 tháng 3. Đây cũng là lần tăng thứ 6 liên tiếp trong năm nay và là mức tăng cao nhất trong 8 năm trở lại đây, kể từ tháng 7 năm 2014. Giá xăng dầu đạt đỉnh là do giá dầu thô thế giới tăng đột biến, vượt mức 100 đô la Mỹ một thùng. Các nhà điều hành đã đồng loạt đề xuất sử dụng các công cụ thuế phí để kìm đà tăng xăng dầu. Trên cơ sở ý kiến đề xuất của Bộ Công Thương, ý kiến tham gia thống nhất của các bộ ngành, Bộ Tài chính cũng đã quyết định đề nghị giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là 2.000 đồng một lít, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 1.000 đồng một lít. Nếu nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, từ ngày 1 tháng 4, giá xăng sẽ được giảm 2.200 đồng một lít, bao gồm VAT, và giá dầu cũng sẽ được điều chỉnh, giảm 1.100 đồng một lít. Cùng với đà tăng của xăng dầu, giá vàng trong nước tuần qua cũng tạo ra hàng loạt kỷ lục mới về bước tăng mức giá và sự đắt đỏ so với vàng thế giới. Nếu như ngày thứ hai đầu tuần, mùng 7 tháng 3, giá vàng miếng SJC lập kỷ lục về mức tăng 70 triệu đồng, rồi xác lập mức 71, 72, 73,5 triệu đồng, và nhảy vào lập đỉnh 74,4 triệu đồng vào ngày 8 tháng 3. Ngay sau đó, nhiều nhà đầu tư bán ra chốt lời ồ ạt khiến các doanh nghiệp phải hạ giá vàng xuống còn quanh mức 70 triệu đồng một lượng và tiếp tục xả vào sáng ngày 10 tháng 3, chỉ còn 65,5 triệu đồng mua vào và bán ra 67,5 triệu đồng. Ngày hôm qua, giá vàng trong nước tiếp tục xoay quanh ngưỡng 70 triệu đồng một lượng. Theo tính toán của các chuyên gia, giá vàng sẽ ngày càng nóng lên theo diễn biến căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine. Trong phần tiếp theo của chương trình, các chuyên gia y tế khuyến cáo bệnh nhân nên đi khám và điều trị triệu chứng hậu COVID-19 càng sớm càng tốt để giảm các tổn thương ảnh hưởng đến sức khỏe.
tình trạng xe container, xe tải, xe ô tô đi lấn làn xe máy và xe thô sơ, gây ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Thưa quý vị, Đại hội Thể dục Thể thao thành phố là sự kiện lớn được tổ chức theo chu kỳ 4 năm một lần. Sau nhiều lần thay đổi, lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần thứ 9 sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 3 tới đây. Hiện nay, việc tập luyện các khối nghi thức đồng diễn diễu hành đang được thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra. Nghi thức đồng diễn là một trong những khối có số lượng người tham gia lớn nhất của lễ khai mạc. Gần 500 thành viên, trong đó có 40 vận động viên chuyên nghiệp và các ca sĩ nổi tiếng, còn lại là chiến sĩ tiểu đoàn tăng thiết giáp, sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Đại học Hải Phòng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên tham gia, khối đồng diễn được chia thành 5 nội dung tập luyện ngoài giờ hành chính tại nơi các sinh viên theo học. Theo tiến độ và kế hoạch đề ra thì ban tổ chức phối hợp cùng với các huấn luyện viên, giảng viên, biên đạo đã triển khai và tập luyện cho các khối đồng diễn tại Trường Đại học Hàng hải từ ngày 2 tháng 3 và đến thời điểm này theo đánh giá về mặt chuyên môn thì chúng tôi cũng thấy rằng các em học sinh tập luyện rất là hăng hái, nghiêm túc và với giáo án mà ban tổ chức đã đề ra thì đạt được khoảng 40% khối lượng và tất cả các tiến độ thì đang diễn ra theo đúng kế hoạch đề ra và cũng rất là mong trong thời gian tới thì cùng với sự nỗ lực của giáo viên, giảng viên và cùng với các em sinh viên và cộng với thêm cũng rất là mong rằng thời tiết sẽ ủng hộ để cho cái tiến độ tập luyện và cũng như là cái lễ tổng duyệt và khai mạc sẽ được diễn ra thành công theo kế hoạch. Đại hội Thể dục Thể thao thành phố diễn ra 4 năm một lần. Đây là sự kiện quan trọng nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập thể thao, rèn luyện sức khỏe trong nhân dân, tuyển chọn, phát hiện những vận động viên có tiềm năng, thành tích vào các đội tuyển. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh và sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Vì vậy, lễ khai mạc được chuẩn bị, gian dựng công phu, điểm nhấn là chương trình đồng diễn nghệ thuật với những hình ảnh quen thuộc gắn liền với thành phố như hoa phượng, cánh buồm, ngọn sóng, bông lúa. Quá trình mà tập luyện của các em thì tương đối là tốt. Hầu như là các em rất là thông minh nên là đúng với tiến độ. Bài tập ở trong khối này thì nam sẽ có 7 số. Thì có 3 cái số đầu tiên thì nam sẽ phụ họa là lá rừng. Ví như là một cái khu rừng có nở rất là nhiều hoa. Sang các âm nhạc sau thì thể hiện thành phố Hải Phòng là một cái thành phố công nghiệp. Diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp. Chính bởi vậy, tất cả các lực lượng tham gia sẽ được xét nghiệm COVID trước buổi tập luyện đầu tiên và test lại 2 lần trong quá trình tham gia. Dự kiến sau khi tập luyện riêng theo nhóm, ngày 16 tháng 3, các khối sẽ hợp luyện tại nhà thi đấu đa năng Hải Phòng. Sơ duyệt vào ngày 24 và ngày 25 tháng 3 sẽ tổng duyệt. Ấn tượng Cát Bà là cuộc thi do Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải, Sở Du lịch và Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng phối hợp tổ chức với mục đích thu hút các sáng tác là những video clip và ảnh đẹp, góp phần tuyên truyền giới thiệu quảng bá về con người, bản sắc văn hóa, danh lam thắng cảnh và các sản phẩm du lịch đặc trưng về Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà. Nhận tác phẩm từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022. Đến nay, số lượng các tác phẩm vẫn liên tục được gửi về ban tổ chức và ngày một tăng lên. Phòng biên tập quốc tế Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng có 4 tác phẩm là các video clip gửi tới cuộc thi. Đây không chỉ là góc nhìn của những người làm báo về vẻ đẹp Cát Bà, mà còn là những vẻ đẹp hấp dẫn dưới con mắt của du khách nước ngoài. Khi mà tôi và các đồng nghiệp đến với Cát Bà thì chúng tôi mong muốn là khám phá ra được những cái vẻ đẹp mới lạ, những vẻ đẹp mà đối với du khách nước ngoài là họ rất thích thú. Ví dụ như là sự hoang sơ, rồi vẻ đẹp tự nhiên, thiên nhiên mà chưa có bàn tay can thiệp của con người ở đây, hay là những cái dịch vụ mà gần như là để thiết kế cho người nước ngoài. Phòng chuyên đề và phòng văn nghệ giải trí Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng cũng có tác phẩm chất lượng tham dự cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên, nét văn hóa đặc sắc, những trải nghiệm khó quên, hành trình khám phá thú vị, khắc họa cuộc sống cùng quá trình đổi mới phát triển của vùng đất và con người Cát Bà.
Là một phóng viên phụ trách du lịch trong nhiều năm qua và đặc biệt là tôi cũng có rất là nhiều cơ hội được đi sáng tác và trải nghiệm tại Cát Bà, hưởng ứng cuộc thi ảnh đẹp và video clip về Cát Bà với cái chủ đề là ấn tượng Cát Bà. Thì tôi đã lựa chọn những cái phóng sự mà mình đã từng tác nghiệp tại Cát Bà, lột tả những cái cảnh đẹp thiên nhiên hoang sơ, cái nét mà tiềm ẩn của Cát Bà để cho rất nhiều người chưa từng được biết Cát Bà thì sẽ có thời gian nhiều hơn để tìm hiểu cũng như là đến với Cát Bà. Là cuộc thi nhận được sự quan tâm và tham gia tích cực của những nhiếp ảnh chuyên và không chuyên đang sinh hoạt, hoạt động nghề nghiệp trong các câu lạc bộ nhiếp ảnh trong và ngoài thành phố. Với họ, cuộc thi được tổ chức để tôn vinh vẻ đẹp vùng đất, con người và văn hóa Cát Bà, giúp họ được sáng tạo, trải nghiệm, khám phá về Cát Bà thông qua những tác phẩm nghệ thuật. Tôi là người Hải Phòng và cũng là những người cầm máy đi nhiếp ảnh. Thì tôi đây là một cơ hội để cho những người nghệ sĩ nhiếp ảnh sáng tác về Hải Phòng và đặc biệt là ở Cát Bà. Đây là một cơ hội để sáng tác những bức ảnh ghi nhận về cái đẹp của Cát Bà. Cuộc thi ấn tượng Cát Bà 2022 cũng là một cái tạo ra sân chơi cho các tác giả không chuyên và cũng như là chuyên nghiệp để có một cái tạo ra cái cọ sát để mà cũng mong muốn là cái ban tổ chức được chọn được ra những cái tác phẩm được giải để có chất lượng để đưa cái hình ảnh Cát Bà lan tỏa được nhiều hơn ạ. Thời gian nhận tác phẩm dự thi còn gần 20 ngày nữa, hy vọng rằng cuộc thi sẽ tiếp tục nhận được những tác phẩm chất lượng cao, góp phần quảng bá mang hình ảnh Cát Bà vươn xa đến khắp mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế. Thực tế hiện nay, nhiều bệnh nhân sau khi âm tính với COVID-19 đã gặp các triệu chứng tồn tại dai dẳng, thậm chí phải đến viện điều trị. Do đó, để giảm các tổn thương, ảnh hưởng, các chuyên gia y tế khuyến cáo bệnh nhân nên đi khám và điều trị triệu chứng hậu COVID-19 càng sớm càng tốt. Là cơ sở y tế tổ chức chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19, mỗi ngày tại Bệnh viện Y học Biển Việt Nam có khoảng từ 100 đến 200 bệnh nhân đã âm tính đến khám hậu COVID-19. Thực tế cho thấy từ 30 đến 70% người bệnh có thể gặp triệu chứng hậu COVID-19 kéo dài ít nhất 6 tháng sau khi nhiễm bệnh, 20% người bệnh phải tái viện, 80% người bệnh phải theo dõi tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu trong vòng 2 tháng sau xuất viện. Bệnh nhân khám hậu COVID ở viện thì gặp rất là nhiều lứa tuổi. Mắc COVID xong khỏi rồi, từ 2 đến 4 tuần người ta lại nên đi khám sức khỏe. Bởi vì đến lúc đó thì nó mới có những cái xuất hiện những cái triệu chứng làm cho người ta than phiền và cảm thấy rất là mệt mỏi. Thế nguyên nhân của tất cả những cái triệu chứng đấy là do khi người ta bị nhiễm COVID thì nó có cái tình trạng nó viêm các tế bào nội mạc mạch máu kéo dài. Mà viêm mạch máu thì nó dẫn đến tình trạng tổn thương có thể xảy ra ở tất cả các cơ quan trong cơ thể, từ hệ hô hấp đến hệ tuần hoàn, đến tiêu hóa, đến nội tiết. Và vì vậy mà nó ảnh hưởng đến thần kinh, tâm thần, một loạt di chứng kéo dài. Khỏi COVID-19, người bệnh cần phải tiếp tục theo dõi và nâng cao sức khỏe toàn diện, phục hồi chức năng bằng buồng oxy cao áp, vật lý trị liệu, dinh dưỡng và chăm sóc tinh thần, giấc ngủ. Có một phương pháp điều trị đặc biệt để nó giải quyết rất là nhanh cái tình trạng viêm nhiễm ở mạch máu và cái tình trạng mệt mỏi, khó ngủ, mất ngủ, khó thở, rối loạn nhịp tim ở các bệnh nhân hậu COVID. Đấy là cái giải pháp điều trị bằng oxy cao áp. Thì oxy cao áp nó là cái giải pháp mà đưa oxy vào cơ thể người, vào tất cả các cơ quan cơ thể người là nhanh chóng nhất, giúp cho phục hồi cái quá trình viêm được tốt nhất. Đặc biệt với cái bệnh COVID và hậu COVID là nó viêm cái tế bào nội mạc mạch máu. Vì vậy mà nó viêm cả cái màng hô hấp, nó ngăn cản cái trao đổi oxy giữa phổi và máu thì cái oxy cao áp này giải quyết rất tốt vấn đề đấy. Nó làm giảm phù nề ở màng hô hấp, giảm viêm ở mạch máu, vì vậy mà cái phục hồi những cái triệu chứng của COVID nó rất là nhanh. Các chuyên gia y tế khuyến cáo để phát hiện sớm tình trạng mắc di chứng hậu COVID-19, bệnh nhân sau khi xuất viện cần quay lại cơ sở y tế để tái khám trong khoảng thời gian từ 2 đến 4 tuần, nhất là người bệnh nặng, nằm viện lâu ngày. Khám và điều trị kịp thời sẽ giúp người bệnh nhanh chóng ổn định sức khỏe, quay trở lại với cuộc sống bình thường như khi chưa mắc COVID-19.
Thời gian qua thì các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tăng nhanh, tuy nhiên phần lớn thuộc thể nhẹ hoặc là không có triệu chứng, nên chủ yếu được điều trị cách ly y tế tại nhà. Vì vậy, đối với những địa phương có lượng F0 lớn đã đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong việc hỗ trợ, điều trị cho người mắc COVID-19 tại nhà, ghi nhận tại huyện An Lão. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, số ca mắc COVID-19 tăng cao, trung bình mỗi ngày có từ 500 đến hơn 1.000 ca nhiễm, đã gia tăng áp lực lớn lên đội ngũ y tế cơ sở. Vì vậy, huyện An Lão đã được thành phố tăng cường 190 sinh viên ngành y chia làm 3 đợt từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 16 tháng 3 để hỗ trợ các trạm y tế lưu động trong việc điều trị các ca mắc COVID-19 tại nhà. Với chuyên môn được đào tạo và kinh nghiệm trong các đợt phòng chống dịch tại địa phương, sinh viên ngành y đã góp phần tích cực vào việc hỗ trợ điều trị, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn huyện An Lão. Sinh viên các trường đại học y dược Hải Phòng đã hỗ trợ tích cực cho trạm y tế lưu động trong cái việc theo dõi quản lý điều trị F0 tại nhà. Thế và cũng giúp cho huyện giải quyết được cái bài toán khó khăn về nhân lực. Hiện nay trên địa bàn huyện còn khoảng gần 2.500 trường hợp F0 đang được điều trị tại nhà, bằng khoảng 1/5 so với khi cao điểm. Tất cả các ca bệnh đang điều trị tại nhà đều được tư vấn, hỗ trợ kịp thời, không bị tăng nặng và có sức khỏe ổn định. Kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ của các trạm y tế lưu động, lực lượng y tế cơ sở và sinh viên ngành y, nên dịch COVID-19 trên địa bàn huyện An Lão đang được kiểm soát tốt. Sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đạt hiệu quả cao, Bộ Y tế tiếp tục có kế hoạch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đón nhận chủ trương này, các nhà trường và phụ huynh học sinh mong muốn sớm được triển khai vì đây là cơ sở quan trọng để các em học sinh được đi học an toàn, trực tiếp trở lại. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Vĩnh Bảo. Chỉ có 2 học sinh cùng 2 giáo viên trong một phòng học rộng mà bình thường dành cho hơn 20 học sinh. Đây là hình ảnh tại nhiều trường mầm non trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo kể từ khi các nhà trường mở cửa đón học sinh trở lại học trực tiếp. Mặc dù số học sinh bị F0 không nhiều, nhưng trường vẫn vắng, chủ yếu bởi tâm lý lo ngại của các bậc phụ huynh khi con chưa được tiêm vaccine. Chúng tôi vẫn mở cửa, kể cả là một cháu đến trường, chúng tôi cũng vẫn đón các con và thực hiện đầy đủ các nội dung cũng như chương trình giảng dạy. Khi mà có cái chương trình mà tổ chức tiêm chủng cho trẻ từ 11 tuổi trở xuống cho đến trẻ 5 tuổi thì là các bậc phụ huynh rất là mong muốn và cho con em mình được tiêm để cho các con được an toàn trong các mùa dịch như thế này. Còn tại trường tiểu học Hòa Bình, mặc dù khuôn viên rộng rãi, giáo viên thường xuyên vệ sinh, sát khuẩn phòng học, dụng cụ học tập, nhưng nhà trường vẫn chủ động hạn chế việc tập trung bằng việc chia giờ học theo khối, giờ ra chơi, học sinh chơi ngay tại lớp học của mình nhằm tránh lây lan dịch bệnh. Nhà trường đã tuyên truyền tới phụ huynh học sinh, xin ý kiến của phụ huynh học sinh và đã lập danh sách đang đi điều tra mã định danh cho từng học sinh để sẵn sàng khi mà tiêm thì có đủ điều kiện để tiêm cho học sinh. Và nhà trường rất là mong muốn học sinh sớm được tiêm để cho các con đến trường một cách an toàn. Theo các chuyên gia y tế, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, làm giảm nguy cơ lây nhiễm và nguy cơ bệnh nặng. Hiện trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo có khoảng 30.000 học sinh trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi. Qua khảo sát, đa số phụ huynh đều ủng hộ và mong muốn việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các em trong độ tuổi này sớm được triển khai để gia đình yên tâm cho các em trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới. Tuyến đường Nguyễn Văn Linh là một trong những tuyến đường chính, mỗi ngày có hàng chục nghìn lượt phương tiện khác nhau lưu thông qua lại. Tuy nhiên tại đây thì thường xuyên xuất hiện tình trạng xe container, xe tải, xe ô tô đi lấn làn xe máy, xe thô sơ, gây ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Phản ánh của phóng viên thời sự. Hình ảnh này đã không còn quá xa lạ với người dân khi đi qua tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Mặc dù biển báo, vạch chỉ đường phân làn rõ ràng, thế nhưng những chiếc xe container, xe tải, xe ô tô này vẫn ngang nhiên đi dừng đỗ đèn đỏ vào làn xe máy, xe thô sơ. Tình trạng này đã kéo dài từ lâu, liên tục tái diễn, nhất là vào thời gian cao điểm tan tầm. Sống ở đây đấy thì mình cũng thấy là cái tình trạng của đường này là đa phần là buổi sáng là rất là đông. Đông là thường là cái giờ tan giờ đi làm đấy là tầm khoảng tầm 7 giờ là đông và cái lượng người lưu thông đi làm buổi sáng là rất là đông trên cái đường này.
Và trong quá trình đi làm đông như thế thì nhiều khi cái lượng xe công đi tắc ấy, thì các bạn ấy lại hay chèn ra đường phía ngoài và gây lên cái tình trạng là khi mà chèn ra đường phía ngoài thì nó rất là nguy hiểm, nguy cơ mất an toàn giao thông rất là lớn. Và có một cái tầm nữa là tầm khoảng 9-10 giờ là cũng là hay tắc công. Và các xe từ cảng họ đổ về những các tỉnh thành phố khác đi qua đây là cũng rất là đông. Cái việc này thì nó cũng rất là gây ức chế, có nhiều người phụ nữ đây thì khi mà cái xe công đi sát ngay bên cạnh ấy thì là họ rất là run, mà thứ nhất là khi lúc mà xe công lại còi người ta hay to đấy, người ta bóp còi là những người phụ nữ là tay lái yếu là run là có hay bị xảy ra trường hợp hay ngã hoặc hay va quệt vào xe bên cạnh hoặc là sang hẳn vào xe công. Theo người dân, không ít lần họ gặp khó khăn khi tham gia giao thông, nhất là tại những điểm dừng đèn đỏ bởi tình trạng các loại xe cỡ lớn lấn làn. Các lực lượng chức năng đã nhiều lần xử phạt nhưng tình trạng trên vẫn tiếp diễn. Vì vậy, bên cạnh việc cần nâng cao ý thức của mỗi chủ phương tiện tham gia giao thông, các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra, xử lý, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, mang lại an toàn, sự yên tâm cho người dân khi tham gia giao thông qua tuyến đường này. Hướng dương là loài hoa đẹp mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp về tình yêu và cuộc sống. Hoa sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện khí hậu ôn đới, vì vậy không nhiều nơi trồng được loại hoa này. Tại Hải Phòng, hoa hướng dương đã được trồng khá lâu, nhưng vài năm trở lại đây mới được trồng nhiều khi nhu cầu chơi hoa, chụp ảnh với hoa của các bạn trẻ tăng cao. Từ đó, nhiều cánh đồng hoa hướng dương được trồng mới, mang lại thu nhập cao cho người trồng hoa. Cánh đồng hướng dương rộng gần 2.000 m2 được gia đình bà Nguyễn Thị Thu, phường Tràng Cát, quận Hải An, trồng trên mảnh đất trồng rau màu kém hiệu quả trước đây. Với số vốn đầu tư mua giống, phân bón chưa đến 10 triệu đồng, cánh đồng hoa hướng dương đến thời kỳ nở rộ không chỉ thu về lợi nhuận từ việc bán hoa với giá từ 10 đến 15.000 đồng một bông, mà còn giúp gia đình có thêm nguồn thu từ việc cho du khách đến tham quan chụp ảnh. Chị em bàn nhau nghĩ ra là để trồng gọi phục vụ cho bà con để chị em đi du lịch rồi muốn chụp ảnh tham quan rồi để thêm kinh tế cho gia đình. Ngoài chụp ảnh ra thì sau khi mà hết mùa thì có thể là cắt bán thu hoạch được. Vâng, nói chung là sau khi mà mở ra trồng hoa thì nó thu nhập hơn trồng lúa, trồng rau nhiều. Đây đang là độ bắt đầu vào mùa, hoa đang nở đẹp, nên mỗi ngày, nhất là dịp cuối tuần, đã thu hút một lượng lớn người dân đến tham quan chụp ảnh với cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ. Vườn hướng dương rất là yêu thích, bao giờ cũng mang ý nghĩa của hoa mặt trời. Thế cho nên là chị em đã tìm nàng hướng dương này để chụp ảnh. Tôi cũng rất thích chụp, đã thích chụp rồi mà nhìn thấy nàng hướng dương này nữa đâm ra mình cảm mang cái cảm hứng là mình rất là thích. Hướng dương là loài hoa hướng về mặt trời với sắc màu tươi ấm áp, mang ý nghĩa lạc quan, hy vọng, một biểu tượng mãnh liệt của sự sống. Những cánh hoa hướng dương nở rộ không chỉ tô thắm cho cảnh sắc thành phố cảng mà còn mang đến niềm hy vọng mới cho những người trồng hoa trong việc thay đổi cơ cấu cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Như thường lệ, những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết thành phố Hải Phòng đêm nay ngày mai. Khu vực trung tâm thành phố, nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây, trời hưởng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C. Phía Bắc thành phố, nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời hưởng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C. Phía Nam thành phố, nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời hưởng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, nhiều mây, đêm và sáng sớm sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hưởng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C. Huyện đảo Bạch Long Vĩ, nhiều mây, đêm và sáng sớm sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời hưởng nắng, gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C. Vịnh Bắc Bộ, có sương mù nhẹ vài nơi, tầm nhìn xa từ 2 đến 4 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4.